Intel ra mắt Core i3-10100F giá 2,4 triệu đồng. 2. Apple ra mắt MacBook dùng chip ARM vào tháng sau. 3. NVIDIA chuyển sang sử dụng tiến trình 7 nanomet của TSMC. 4. Ryzen 5 5600 ra mắt vào đầu năm sau với mức giá 220 đô. 5. Lộ diện hình ảnh đầu tiên của Intel Alder Lake S. Hello mọi người, chào buổi sáng tất cả các anh em của Hà Nội Computer. Và chúng ta lại cùng đến với tàu nhanh công nghệ số thứ 9 rồi. Nhanh quá rồi phải không? Một tuần đã trôi qua và các bạn có nhớ mình không nào? Thôi không dài dòng nữa, tin tức đầu tiên cho bản tin ngày hôm nay mình muốn giới thiệu tới cho các bạn đó chính là về chiếc CPU bình dân. Và có thể nói là những chiếc CPU của các bạn mong chờ nhất sắp tới đây đó chính là Core i3-10100F. Đây là chiếc CPU được nằm trên nền tảng của 9100F đã rất thành công từ trước rồi. Và có lẽ thì 10100F sẽ không phải là ngoại lệ. Với mức giá 2,4 triệu đồng thì chiếc 10100F rẻ hơn 10100 tới 800.000 đồng mà vẫn giữ nguyên mức nhân trên luồng lần lượt là 4 và 8. 10100F được loại bỏ nhân đồ họa tích hợp, cái mà các gamer không bao giờ cần dùng đến để giảm giá thành. Mức dung cũng được giữ nguyên ở 3.6GHz và mặc định là 4.3GHz Turbo Boost. Với mức giá này thì 10100F sẽ hướng đến đối thủ chính của họ là Ryzen 3 3100. Mức chênh lệch hiệu năng ở chế độ mặc định là 3% với phần thắng dành cho 10100F. Đầu tuần này thì Apple cũng đã cho ra mắt toàn bộ những sản phẩm thuộc series iPhone của họ, đó chính là iPhone 12 mini, 12, 12 Pro và 12 Pro Max. Và tất cả những thông tin về những em điện thoại này thì đã có tràn lan trên mạng rồi, mình cũng sẽ không đề cập đến trong video ngày hôm nay nữa. Mà thông tin mình muốn gửi tới cho các bạn ngay sau đây đó chính là về việc Apple đã chính thức chia tay với Intel và sẽ sử dụng CPU ARM cho những chiếc MacBook của họ trong thời gian tới. Việc này được Apple công bố từ đầu năm nay với lý do chính là hiệu năng của Intel không đáp ứng được yêu cầu của Apple. CPU sử dụng trên MacBook Pro tới đây được cho là có 12 nhân, được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet của TSMC. Việc thu nhỏ tiến trình này sẽ đảm bảo chắc chắn rằng những chiếc MacBook sẽ có thời lượng pin cao hơn cũng như là hiệu năng tốt hơn. Việc duy nhất mà Apple đang làm đó là tối ưu hóa hệ điều hành macOS của họ và giúp các nhà sản xuất phần mềm có thể chuyển đổi mã nguồn để hỗ trợ cho CPU ARM một cách tốt nhất. Theo thông tin từ DigiTimes, NVIDIA đang tính tới việc dịch chuyển dần thế hệ card Ampere của họ sang cho TSMC sản xuất. Có hai lý do chính cho việc này. Đầu tiên là dây chuyền 7 nanomet của TSMC đang dần giảm bớt, bởi khách hàng chính dùng nốt 7 nanomet này là AMD, Apple, Huawei thì dần chuyển sang tiến trình 5 nanomet hoặc là N7. Lý do thứ hai đó là NVIDIA có lẽ không muốn tách sản phẩm của mình ra cho hai nhà sản xuất khác nhau, như hiện tại là RTX 3000 dùng 8 nanomet Samsung và GA100 dùng 7 nanomet TSMC. Nếu điều này là chính xác, có lẽ vào nửa cuối năm sau, NVIDIA sẽ update thế hệ RTX 3000 với tên gọi là RTX 3000 Super, với thay đổi chính là tiến trình bóng bán dẫn giảm dần còn 7 nanomet. Trong bản tin tàu nhanh công nghệ số lần trước thì mình cũng đã giới thiệu tới cho các bạn về những chiếc CPU Gen 3 của AMD với cái hiệu năng được cho là sẽ hơn hẳn so với Intel. Nhưng mà đấy là câu chuyện của những chiếc CPU cao cấp thôi, như là dòng 5900X hay là 5800X. Thế còn ở cái phân khúc phổ thông thì tin đồn mới đây nhất được nhà AMD tung ra là khoảng vào tháng đầu năm sau thì họ sẽ tung ra những chiếc CPU Ryzen 5 5600 với mức giá là khoảng 220 đô sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc 3600 ở thời điểm hiện tại. Với mức giá lần này thì 5600 sẽ đắt hơn 3600 hiện tại khoảng 500.000 đồng, tức là rơi vào khoảng 5 triệu 500.000 đồng. Đối thủ chính của AMD lần này sẽ chính là chiếc i5-10500. Và với việc tăng đáng kể hiệu năng đơn nhân cũng như là đa nhân thì có lẽ AMD sẽ khiến Intel rất đau đầu ở nửa đầu năm sau. Cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay sẽ là những hình ảnh đầu tiên về chiếc CPU desktop 10 nanomet của Intel mang tên Alder Lake S. Nhìn vào hình ảnh thì nó to hơn khá nhiều so với thế hệ 10 hiện tại và socket sử dụng cũng là loại LGA1700. Giờ đây là hình ảnh gần như duy nhất của thế hệ mới này nên cũng không có gì nhiều để nói. Nhưng theo những thông tin bên lề thì chắc chắn ở Alder Lake S này, Intel sẽ sử dụng tiến trình 10 nanomet Superfin cùng với công nghệ Hybrid Core. PCIe 5.0 và DDR5 cũng sẽ được hỗ trợ ngay từ khi ra mắt vào nửa sau 2021. Tàu nhanh công nghệ số thứ 9 xin phép được kết thúc lại tại đây. Và tuần sau, những thông tin gì hot hit nhất về công nghệ cũng như là game sẽ được chúng mình tổng hợp vào tàu nhanh công nghệ số thứ 10. Các bạn đừng quên đón xem vào 9:30 sáng Chủ nhật nhé. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!